sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Ngân xin quý vị và anh chị em lắng động tâm hồn cùng suy niệm lời Chúa với Linh Mục Giuse Phạm Minh Ước. Xin thân ái kính chào quý ông bà và anh chị em. Chúng ta suy niệm của ngày thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2020, lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Chúng ta cùng lắng nghe tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy. Khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Thưa anh chị em, từ ngàn xưa đến giờ đã có nhiều chục tỷ con người được sinh ra, sống trên đời rồi đi vào cõi chết. Có những cái chết chẳng để lại một dư âm nào, chỉ như viên sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ làm gợn lên một chút sóng nhẹ rồi thôi. Nhưng cũng có những cái chết để lại ảnh hưởng lớn lao trên cộng đồng nhân loại. Có những cuộc sống kéo dài nhiều chục năm, nhưng khi chết kiểm điểm lại thì chẳng thấy có gì ngoài những hệ lụy còn vương lại cho người thân. Nhưng lại cũng có người tuy sống một cuộc đời vắn vỏi, nhưng đã thực hiện được bao điều kỳ diệu. Đó là trường hợp của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu trong 24 năm, của Thánh Domenico Savio 15 năm, hay của Thánh Maria Goretti chỉ với 12 năm. Có những cuộc sống sau khi chấm dứt, người ta chẳng ai còn nhớ là đã có một người như thế sống trên cõi đời. Nhưng cũng có những cuộc sống mà nhân thế còn nhắc nhở đến hàng ngàn năm sau. Những người mà sau khi chết, tên tuổi của họ thành bất tử. Các thánh tử đạo Việt Nam mà chúng ta nhớ đến hôm nay là những thí dụ hùng hồn. Chúng ta hãnh diện vì các ngài là những chứng nhân mang cùng nguồn gốc và dòng máu như chúng ta. Vì một số lượng đông đảo các ngài đến từ mọi thành phần và bậc sống như chúng ta. Có những vị quan lớn trong triều đình như Thánh Hồ Đình Hy, quan thị vệ Tống Viết Bường, quan án Phạm Trọng Khảm, chánh tổng Phạm Trọng Tả. Họ là những vị có chỗ đứng không hề thấp trong xã hội, nhưng đã thà mất chức quyền danh vọng còn hơn mất đức tin. Có những vị như Thánh Anne Lê Thị Thành, thân phận phụ nữ yếu đuối, nặng gánh gia đình, nhưng cũng đã cam chịu mọi cực hình để minh chứng tình yêu đối với Đức Kitô. Có những vị là ông trùm họ như Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, mộc mạc nhưng quả cảm, cao niên nhưng mang ý chí kiên cường của tuổi trẻ. Tòa giảng của ngài là chiếc ghe chèo của miền kinh rạch miền Cửu Long Đồng Tháp, đi thăm viếng, che chở, khích lệ. Có những vị là y sĩ như Thánh Simon Hòa, Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh. Có những vị như Thánh Phaolô Hạnh đã từng cầm đầu nhóm trẻ bụi đời đi phá phách, cướp giật ở vùng chợ quán.
Nhưng khi trở về với đại ca Giê-xu, Ngài đã quả cảm trung thành, dù bị hành hạ bởi thú dữ, kìm lông đỏ, búa đe đánh dập ống chân. Có những vị đầu xanh tuổi trẻ như Thánh Tô-ma Thiện, Thánh Phao-lô Bột, Thánh An-rê Phú Yên, tuổi còn đôi mươi, tương lai còn dài, đường đời còn nhiều hứa hẹn. Nhưng các ngài đã cương quyết khước từ tất cả, dâng hiến tuổi thanh xuân cho đức tin chân chính. Thánh An-rê Phú Yên còn tuyên xưng đức tin để đời, lấy tình yêu đáp trả tình yêu, lấy mạng sống đáp đền mạng sống. Có những vị là linh mục như Thánh An-rê Dũng Lạc, Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh, Thánh Phê-rô Đoàn Công Quý. Có những vị sinh ra ở một nơi xa lạ nhưng lại đổ máu trên quê hương chúng ta. Đó là các thừa sai đã đến đem tin mừng cho dân Việt và lấy máu của mình để làm chứng cho tin mừng các ngài rao giảng. Điểm giống nhau là các ngài không chỉ được rửa tội bằng nước, nhưng còn bằng cuộc đời kiên trì chiến đấu và sau cùng được rửa bằng máu. Khi chiến đấu theo chiến thuật hy sinh của Chúa, các ngài không chỉ chấp nhận những thiệt thòi hay mất mát vật chất, nhưng còn là cho đi cả mạng sống. Các vận động viên trong các cuộc tranh tài kiêng nhịn đủ thứ để chỉ nhận những vòng hoa mô tàn và tấm huy chương. Các thánh tử đạo làm chứng bằng cái chết vì niềm tin để đoạt triều thiên bất diệt. Ngày nay chúng ta không dễ có cơ hội để chết vì đức tin như xưa, nhưng có nhiều cơ hội làm chứng bằng cách sống cho đức tin và vì đức tin. Môi trường sống đạo hiện thời cũng không kém thử thách. Có nhiều người vẫn can đảm sống niềm tin khi lâm cảnh nghèo, bệnh tật, lầm than, tai ương, lũ lụt, chiến tranh. Nhiều bạn trẻ phải tự chế và đôi khi bị hiểu lầm hoặc chối bỏ để giữ cho tâm hồn trong sạch. Nhiều đôi hôn nhân phải khước từ, phải hy sinh để có thể sống chung thủy. Nhiều người đau khổ vì là nạn nhân của một xã hội còn nhiều ghen ghét, bất công, kỳ thị, tham nhũng, hối lộ. Chúng ta nhiều khi phải trả một cái giá rất đắt, có thể bằng danh dự và sinh mạng, để mang lại hòa bình cho một thế giới còn đầy hận thù. Nhiều lúc thử thách mà chúng ta phải thực trực diện không phải là áp bức khó khăn, nhưng là những lôi cuốn mời mọc dễ dãi. Chủ nghĩa cá nhân thúc bách con người chỉ biết thu về cho chính mình. Ai nấy lo làm ăn, học hành, xây dựng cho bản thân, tìm thỏa mãn, tìm tiện nghi, tìm hưởng thụ cho riêng mình. Cuộc sống bon chen, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, quay cuồng đến chóng mặt. Nên nhiều người chúng ta không còn một khoảng trống nào cho người khác và cho Chúa. Xã hội mới đang bày ra những thử thách mới và những cơn bách hại mới. Một trong những khổ đau hoặc bách hại đôi khi đến từ chính những người mang danh Kitô hữu. Đó là khi người này đòi người khác hy sinh làm anh hùng tử đạo, trong khi chính mình muốn được an toàn và yên hẳn. Hoặc khi người ta gắt gao đòi hỏi người khác dấn thân, trong khi chính mình rút lui vào trong cái vỏ an toàn của thế lực, của tiền, của sung túc, v.v. Các thánh tử đạo chết một lần cho niềm tin, chúng ta có thể chết dần mòn vì phải chiến đấu liên lỉ hàng ngày. Khi cố sống một đời sống công bằng và thanh liêm, sống vì đạo như thế cũng cao đẹp và anh hùng, không kém gì chết vì đạo. Chúng ta cầu xin Chúa luôn ban thêm ơn cho chúng ta. Thank you.
Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi, không thôi đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi và thôi đi, thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt. Và lạy Chúa, con biết thế, và con muốn con chết đi như hạt lúa mình. Tìm thập giá ngày xưa ấy của Thầy Chi Thánh xin thắp lên trong con tim con. Nay con bước vào dương thế để làm theo ý Cha đã trao khi dựng vũ hoàng. Là con đến để dâng hiến trọn thân xác để chết đi cho anh em con. Nơi dương thế không chết đi, không thôi đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu mạng sông nào nơi dương thế mà chết đi vì hiến dâng, thì nó phát sinh ra bóng hạt.
quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình tới. Lạy Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.